Châu, Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác là 3 chiếc đồng hồ treo tường thuộc dòng thun dài đến từ 3 thương hiệu. Và đây là 3 chiếc đồng hồ ngày hôm nay em giới thiệu với các bác. Ở mẫu đầu tiên đến từ thương hiệu Kienzle. Đây các bác, sổ cho mình là 8 gông, một bài nhạc Westminster. Và mẫu thứ hai đến từ thương hiệu Vedette, một thương hiệu nổi tiếng của Pháp, cũng sổ cho mình là 8 gông, một bài nhạc Westminster với kiểu dáng thùng khá là đẹp. Và mẫu cuối cùng đến từ thương hiệu Junghans. Mẫu này được sản xuất tại Đức. Đặc biệt ở mẫu này sở hữu cho mình là 10 gông, bài nhạc Ave Maria. Nhìn chung tổng thể của cả 3 chiếc đồng hồ ngày hôm nay em giới thiệu với các bác đều sở hữu cho mình những nét đẹp riêng, những kiểu dáng thương hiệu nổi tiếng. Bây giờ em sẽ vào mẫu đầu tiên là mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Kienzle. Mẫu này thì với kích thước tổng thể với chiều cao là 73cm, bề ngang là 31cm, bề dày là 15,3cm. Về móc chiếc đồng hồ sổ cho mình bộ máy chính hãng Kienzle 3 lỗ, hoạt động lắc chạy tuần lên dây, sổ cho mình 8 gông, 8 búa, một bài nhạc Westminster. Mẫu Kienzle này ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 5 triệu. Đây các bác, phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này sở hữu cho mình một kiểu dáng rất là châu Âu, những hoa văn chi tiết được đục đẽo thủ công bằng tay. Mẫu này là mẫu thùng dài kính rào. Đây các bác, kính rào, những mảnh kính được đáp lại với nhau. Mảnh kính này, những mảnh kính được mài giác cạnh zin nguyên bản của chiếc đồng hồ này, rất đẹp các bác. Ở phần kiểu dáng, những hoa văn chi tiết được đục đẽo thủ công bằng tay. Đây, rất mượt mà. Xương ngoài này bạn sẽ nhìn được phần mệnh số bát giác với 12 chữ số học cho ở bậc trên nền bàn, chấm nhỏ để những phút để các bác dễ quan sát. Và dòng chữ Career Gay and K. Đây là cái công ty sở hữu chiếc đồng hồ này và cái vùng công ty này các bác. Rất nhiều bác hiểu lầm về cái dòng chữ trên mặt số này. Đây, có một vài chiếc đồng hồ sẽ in cái thương hiệu in trên mặt số này, những chiếc đồng hồ khác thì những sẽ in cái tên của vị chủ sở hữu và công ty sở hữu, và dưới đây là cái vùng. Cũng giống tương tự với những chiếc đồng hồ cơm tôi. Quả lắc, chiếc đồng hồ này sở hữu cho mình phần quả lắc là quả lắc bát giác mạ rơm. Quả lắc này được chập mò các bác, rất là đẹp. Và đây là chiếc chìa khóa lên dây zin nguyên bản của chiếc đồng hồ này. Và đây là hai con ốc cố định trên tường zin nguyên bản. Đây, các bác, hai sợi dây để các bác khóa búa, các bác móc vào đây, này nó sẽ khóa cái búa lại, không phát ra âm thanh. Và phía trong đây là chính là một chiếc khóa gông. Phía trên đây các bác, đây cũng gông lòng máng của thương hiệu Kienzle, 8 gông 8 búa. Đây các bác, đây là âm thanh của nó. Rất hay các bác. Một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Kienzle. Ở thương hiệu Kienzle này thì phần âm thanh của nó rất là to, rất là vàng các bác. chỉ với mức giá là 5 triệu thôi các bác. Sổ cho mình một chiếc đồng hồ treo tường thùng kính rào. Và tiếp theo thì em sẽ đến với mẫu đồng hồ Vedette. Mẫu này thì với kích thước tổng thể với chiều cao là 71cm, bề ngang là 35cm, bề dày là 20,5cm. Về móc chiếc đồng hồ, sổ cho mình bộ máy chính hãng Vedette 3 lỗ, hoạt động máy lắc chạy tuần lên dây, sổ cho mình 8 gông, một bài nhạc Westminster. Mẫu đồng hồ Vedette này ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 6 triệu. Đấy, với mức giá 6 triệu đã sử dụng chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Vedette. Phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này, đây các bác, phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này thiết kế một cái thùng rất là đẹp các bác, rất là to bản. Đây, cái bề ngang của cái thùng này lên tính là 35cm các bác. Đây, và trên chiếc thùng này sẽ có một cái tay nắm cửa, các bác mở cửa. Đây, những hoa văn chi tiết của chiếc đồng hồ này được đục đẽo rất là đẹp các bác, rất là sắc nét. Cái hoa văn đục đẽo rất là đẹp. Kính để thấy được quả lắc này được trang bị là kính được mài các cạnh, thể hiện rõ được quả lắc tròn phía bên trong, được mạ rơm rất là đẹp các bác. Và phần kính để thấy được mặt số được trang bị là mặt kính bát sát, và kính này cũng là kính mo các bác. Đây, kính mo, và cái mặt số của nó cũng là mặt số mo luôn các bác. Đây, giá trị đây các bác. Phần cửa, cửa là cửa gỗ thịt dày dặn, dày các bác. Và ngay trên phần cửa này sẽ được trang bị một cái mảnh siêu. Cái mảnh siêu này thì sẽ xuất hiện trên những chiếc đồng hồ treo tường của Vedette các bác. Vedette mẫu treo tường nào dường như cũng có chiếc đồng hồ này, cũng có mảnh tem này. Và cái ron để giữ kính là con ron gỗ các bác. Ron gỗ zin nguyên bản các bác. Ron gỗ, kính bát sát mo, mặt số bát sát 12 chữ số học trò, có thương hiệu Vedette ở ngay phía trên đây. Kim là kim hoa văn, đây là ở đây vùng của vị chủ sổ này ở. Mặt số rất đẹp các bác, khi được viền một cái đường viền kim loại, kim loại đồng mạ rơm, mặt số tròn mạ rơm này, mặt rất đẹp các bác. Ở quả lắc này 8 gông 8 búa. Đây là chiếc chìa khóa riêng nguyên bản chiếc màu này, và hai con ốc bắt cố định tường, và một cái thước cân bằng quả lắc các bác. Và cái móc này chính là móc quả lắc các bác. Phía sau quả lắc này sẽ có hai rãnh, các bác đưa quả lắc vào đây và móc cái đầu lắc này vào trên sợi dây này, đây nó sẽ giữ lại. Và ở đây là một cái đầu khóa gông. Phần ngoại thất bên trong các bác rất đẹp. Đây các bác, 8 gông 8 múa, một bài nhạc Westminster, củ gông củ đông lòng máng. Âm thanh của chiếc đồng hồ các bác rất hay các bác. Rất hay trong một chiếc đồng hồ Vedette được sản xuất tại Pháp các bác. thì với mức giá là 6 triệu thôi. Và mẫu cuối cùng là mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Junghans, mẫu âm thanh cực kỳ hay. Và chiếc đồng hồ này với kích thước tổng thể với chiều cao là 71 cm, bề ngang là 29,9 cm, bề dày là 17,8 cm. Máy móc sở hữu cho mình bộ máy chính hãng Junghans, 3 lỗ hoạt động lắc chạy tuần lên dây, sở hữu 10 gông, Ave Maria, một bài hát một bác rất yêu thích. Đây các bác. Và chiếc đồng hồ Junghans này ở cửa hàng chúng em đang được bán mức giá là 7.500.000. Về phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này, đây các bác, chiếc đồng hồ này sở hữu cho mình phần ngoại thất được gọi là thùng dài kính rao, những hoa văn chi tiết được đục đẽo thủ công bằng tay, tạo hình mượt mà, duyên dáng, sang trọng. Và chiếc đồng hồ này sẽ rất thích hợp với các bác đang có cho mình những chiếc đồng hồ siêu tường thùng kính rao 8 gông. Và đây sẽ là một sự lựa chọn bổ sung vào bộ sưu tập với 10 gông, bài Ave Maria, những chi tiết đục đẽo này các bác, rất là đẹp. Mặt số là mặt số bát sát 12 chữ số học trò, kính rào 3 mảnh. Đây, mặt kính rào phía giữa này sẽ được mài giác cạnh, bỏ lắc mạ rơm bên trong thì rất là đẹp. Khi mà đánh qua đánh lại thì chính cái phần kính mài giác cạnh này sẽ tạo hiệu ứng của bác này rất là sang trọng. Đây, các bác. Nội thất bên trong của chiếc đồng hồ này, phía bên trong này nó sẽ là mặt số vuông, nhưng mà khi các bác đóng cửa lại, khung cửa này sẽ mặt số bát sát, đóng vào 12 chữ số học trò, rất đẹp cho phần mặt số này. Và đây là một con ốc để các bác bắt cái ốc nào vào đây, khi các bác di chuyển đi mình bắt vào đây, đây nó sẽ giữ cổ lắc lại, đây các bác ở giữa lắc này. Này, và đây là một miếng kim gông này. Và còn đây là chiếc chìa khóa của chiếc đồng hồ này, thủ gông Junghans. Và đây các bác, em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ này. Em sẽ tháo dây cài này ra. Đây các bác. Em sẽ lên dây. Quay kim thì các bạn nghe lại từ đầu. ba chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ hợp lý các bác. Ở mẫu Kienzle mức giá là 5 triệu, mẫu Vedette với mức giá là 6 triệu, và mẫu Junghans 10 gông Ave Maria mức giá là 7 triệu 500 ngàn. Với các ba mức giá này thì cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm mới mất tại cửa hàng cho các bác. Và các bác nào quan tâm và muốn sổ ngay chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay với số like 0909255303 hoặc 0909255303, hoặc các bác đến ngay địa chỉ là số 280C Phạm Thiện, phường 3, quận 8 để xem chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem và nhấn nút like với cái kênh để một kênh mà chuyện của em thêm nhiều hay xem. Cảm ơn các bác.